về tham quan triển lãm ở Từ Sơn, tôi thấy có một gian hàng thương mại có một cây sung cũng rất là đặc biệt. Vâng, đó là cái gian hàng của anh Hòa Taxi. Khi tôi đến, tôi đang đứng ngắm cây sung này thì có một giọng nói phụ nữ tự nhiên gọi là hương sắc đỗ sinh. Thế tôi giật mình, tôi quay lại, hóa ra là chị ấy nhận ra tôi. Đó là phu nhân của anh Hòa Taxi. Thế hôm nay nhà mình có bán dụng cụ đồ nghề bonsai không hả em? Con dâu không nghỉ. À thế à? Ừ, con dâu nghỉ cho nên là cháu nó đảm nhiệm cái việc ấy đúng không? Đây là gian hàng cây thương mại của gia đình anh Hòa Taxi nhé các bác nhé. À, có mặt ở thành phố Từ Sơn. Và số điện thoại của anh Hòa Taxi thì có lẽ là 99,99% dân số Việt Nam đều có. Đúng không các chị? Vâng, đấy, các chị, người không quen biết anh Hòa Taxi mà các chị cũng nói là tôi cũng có số của anh Hòa Taxi. Vâng, một cái cuốn video tôi chỉ chia sẻ nho nhỏ với các bác này. Rất nhiều cây, những cái cây mà chúng ta hay dùng từ gọi là có những cái đường nét rất khó chịu, rất là kỳ dị, rất là quái. Đó là gian hàng của anh Hòa Taxi. Thực ra hôm nay mà có anh Hòa Taxi ở đây thì chắc là còn khó nói nữa đấy. Nhưng mà vì vắng anh ấy, cho nên là tôi cứ tung hô thoải mái thôi. Đấy, đây là một cây xanh cực kỳ là già, bám đá thấm thủy. Cây này là giá bao nhiêu hả em ơi? Đấy, ít tiền anh ạ, đây chỉ có 15 triệu thôi. Vâng, giá 15 triệu. Rồi. Thế còn đây là một cái cây cũng đậm nét là rất là quái dị nữa. Cây này thì giá bao nhiêu em? Vâng, cây này có giá là 200 triệu. À, người yêu của anh Hòa Taxi ngồi xa tôi quá thôi nha, tôi cứ phải vảnh tai để tôi nghe cho nó rõ. Đấy, giá 200 triệu này. Cái nét gì đặc biệt của cây xanh, những cái nét quái đã được thể hiện hết ở cái bệ, rất cực kỳ đẹp. Đấy. Theo cái chiều hướng sưu tập của anh Hòa Taxi, anh có nói là Hòa mà đã chơi cây là phải cây mà nhiều người không sưu tập được những cái nét khó như cây của Hòa. Đúng nhỉ vậy? Đấy. Và quả thực là như vậy. Cây xanh mà dáng đổ này bao nhiêu em ơi? 25 triệu. À, cái này thì có vẻ rất là mềm mại, yêu ái nhỉ. Được đấy. À, tức là khi mà uống rượu cần say rồi thì nó ngả nghiêng như cây xanh này đấy. Bởi vì cây xanh được để trên cái bình rượu cần. Trước khi uống một cây uống rượu thì uống rượu. Vâng. Chào hương sắc đậu sinh nhá. Vâng, xin chào anh nhá. Tôi thấy anh cứ tủm tỉm, anh đứng cạnh tôi anh tủm tỉm cười. Bây giờ tôi quay ống kính lại thì anh chào tôi. Anh có thể giới thiệu về anh được không? Xem hương sắc đậu sinh rất nhiều rồi. Mình là Đàm Thái ở Hội Sinh Vật Cảnh An Mộc Viên. Ôi trời ơi, tôi nghe thấy cái câu mà Đàm Thái đúng không? Vâng ạ. Tôi đã giật mình rồi. Hóa ra là khu tự trị của mình là An Mộc Viên, Hoàng Mai, Hà Nội. Hoàng Mai, Hà Nội. Vâng, cảm ơn anh Đàm Thái. Đỗ Sinh đã đến An Mộc Viên nhiều rồi. Vâng, dịp tới tôi cũng sẽ bước chơi thời gian tôi đến. Bởi vì ở đó có một ông em tôi là anh Nguyên ở Hải Phòng ấy. Vâng, anh ấy còn có cái tên nữa là anh một tên khác nữa, anh Khanh. Nguyên là có. Vâng. Anh ấy cứ rất là đẹp. Anh ấy cứ đưa cà phê ra, anh ấy bảo là mời Đỗ Sinh đến nhưng mà chưa đến được. Vâng, hôm nào mời Đỗ Sinh đến đi. Vâng, cảm ơn anh nhá. Anh mặt Nguyên là muốn mời Đỗ Sinh đến. Rồi. À, tôi đưa qua lướt một chút nữa thôi để chúng ta cảm nhận được cái hàng của anh Hòa Taxi. À, nói chung là nhiều cây mà cũng khó đấy. Khó trăm bề đấy. Chúng ta liệu lo cái tài chính để mà mang về chơi những cái cây mà rất khó như thế này đấy. Đây là cây hoa gạo này. Vâng, có phải hoa gạo không chị ơi? À, cây cóc à? Ồ, nhìn xa cứ tưởng là hoa gạo. Bởi vì tôi nghĩ đến anh Hòa Taxi là tôi nghĩ đến những cái cây gạo của anh ấy. Có những cây gạo rất đẹp. Vâng, cây cóc, nhưng mà cây này đã ghép cóc Thái chưa? Nếu ghép cóc Thái thì mới có quả được, mới nhanh có quả. Rồi.
Hay quá. Hòa taxi ơi là Hòa taxi. Không biết bây giờ đi đâu rồi. Bây giờ ông Hòa ông đi đâu rồi hả em ơi? À đi ra ngoài Nam Hồng ăn cơm. Vâng. Thế thì muốn gặp lão mà để có một cái câu chuyện tí thôi, được tí tôi gọi điện sau. À cái tự được rồi. Đây là cây túc. Hay đấy nhỉ. Xương sẩu ghê đấy. Vâng, Hòa taxi bày ở đây có ít cây thôi, nhưng mà nói chung là đẹp. Những cây có nhiều nét khó. Chơi không chán mà bán thì sẽ có lãi. Ôi, có lẽ xe tới rồi anh nhỉ. Mình đi nhá. Rồi. Qua em trở lại sẽ đấy không? À để trên xe rồi. Rồi rồi. Để tôi chụp cái cây nó có cái nét nét khó khó hơn cả của anh Hòa taxi này mang về Ba Vì đấy. Si. Đâu là cây xanh, cây xanh. Đúng rồi, si cho anh. Si hay xanh? Si. Xanh gì? Tôi bảo cây xanh thì ông cứ cây si mãi. Cây xanh lá không, nó đây mà. Không cãi lại nữa. Rồi, không cãi được, tôi nhìn xa tôi phát hiện tôi nói từ nãy rồi. Và có một cây ôm đá thấm thủy đây. Vâng, tôi hỏi giá nốt cây này xong rồi tôi di chuyển với Ba Vì, ông xe đang đợi. Cây này em ơi, cây này giá là thế nào đấy em? 200 triệu. Vâng. Vâng, chúng ta alo theo số điện thoại 0829668968. Trên thì xanh dưới thì xì. Vâng, nó là họ cho cây đấy biểu hiện là cây tử. Nhưng trên đấy cây xanh 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 cổ bám đá thấm thủy hay phết đấy. Dưới cây cây xì. Được rồi. Không, ít cây nhưng mà nhiều những cây nó cũng ưa nhìn. Ngay ở cổng ra vào nhá. À, các bác đến với triển lãm này này, khu bãi xe. Và ngay sau cái cổng chào hơi bên kia là lối vào đền Đô. Bên này là lối vào của trưng bày cây cảnh nghệ thuật thị thành phố Từ Sơn, Bắc Ninh, trong khuôn viên của nhà thờ Lê Quang Đạo, nguyên Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Đỗ Sinh xin cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi những cái tiêu phim rất hay tại gian hàng thương mại của anh Hòa Taxi. Xin cảm ơn các bạn.